Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là liệu pháp ạ. Dạ, con thưa sư, nhân duyên gì khiến cho một người có thể chứng đắc đạo quả ngay trong khi đang nghe một lời pháp? Ngày nay có thể chứng đắc được như thế không ạ? Chứng đắc được đạo quả trong khi nghe pháp thì thường là thời Đức Phật cơ, thường là trong thời chánh pháp thì mới có, còn đến thời mặt pháp rồi thì hầu như không có, rất khó mà rất hiếm. Thì sở dĩ mà có những người chỉ nghe pháp mà chứng được đạo quả là do những cái người đấy ở trong những cái đời quá khứ trước người ta đã từng thực hành thiền tuệ rồi nhé. Người ta đã thực hành thiền định, thiền định thì ai đã từng thực hành rồi, nhưng mà thiền tuệ có những người người ta đã thực hành thiền tuệ đến hành xả trí, người ta đã thấy những cái tính sinh diệt, cái vô thường của vô ngã trên những pháp chân đế các kiếp quá khứ rồi, nhưng mà do những lúc đấy người ta chưa đủ ba la mật để chứng được đạo quả. Thì đời này người ta được nghe pháp của Phật là nó đủ duyên, đủ ba la mật, cái đức tin người ta mạnh mẽ lên, rồi cái chi kiến người ta khởi lên cùng với khi nghe Đức Phật tuyên thuyết các sự thật. Thì lúc đấy cái trí tuệ người ta thể nhập cùng với những cái lời dạy của Đức Phật, cho nên người ta sẽ chứng được đạo quả ngay trong khi nghe pháp đấy. Thì Đức Phật thuyết pháp thì người ta chứng ngộ bằng cách đấy rất là nhiều, chư thiên, phạm thiên và là người ở cõi người chứng đắc cõi đấy nhiều, cả người xuất gia tại gia đều có thể chứng đắc được bằng cách đấy, vì cái nhân duyên là người ta đã từng tu nhiều kiếp quá khứ, hoặc là sau này có nhiều vị đệ tử của Đức Phật thuyết pháp cũng có người chứng đắc được đạo quả như vậy, nhưng mà đa số là trong thời chánh pháp, thời kỳ đầu. Còn những cái thời về sau này như thời về mạt pháp này bắt đầu hết, là những người đấy, những người có đầy đủ ba la mật đấy dần dần hết đi, và bây giờ còn lại những thời bây giờ thì là những người còn phải đang tích lũy ba la mật. Nên là thời bây giờ hãy yên, hãy 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 thực hành một cách có tuần tự ấy, thực hành giới định tuệ một cách có tuần tự, rồi mình cứ thực hành đến thiền tuệ. Nếu như không chứng đắc được đạo quả đời này thì có thể trong giáo pháp của một vị Phật tương lai ấy, trong khi có các vị Phật khác sau này ra đời, mình có thể đến nghe pháp và có thể chứng đắc được đạo quả bằng cách đấy. Còn bây giờ mình hy vọng là nghe pháp mà chứng ngay trong đời này thì khó lắm. Hàng mấy trăm năm nay không 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 nghe thấy ai không không nghe thấy ai nói là chứng được đạo quả trong khi nghe pháp nữa, còn hàng mấy nghìn năm trước thì có. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tham-ma. Dạ, con bạch sư, một người chỉ hành thiền nhưng không bố thí và một người chỉ bố thí nhưng không hành thiền thì sẽ cho quả báo như thế nào ạ? Một người hành thiền nhưng không bố thí thì sẽ tạo ra những cái phước về cũng tạo ra rất là nhiều những cái phước về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn những người mà chỉ bố thí mà không hành thiền thì người ta chỉ tạo ra được cái phước ở cái cõi dục giới, không tạo ra được cái phước ở sắc giới và vô sắc giới. Ví dụ như là cái người bố thí thì người ta sẽ ước nguyện là được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ. Và đặc biệt cái phước bố thí nó sẽ đem lại cái quả báo cho vị đấy có sự giàu sang, phú quý ở tương lai. Tương lai vị đấy có thể có rất nhiều tài sản, có rất là nhiều những cái người sẽ mang ơn, cho nên là sẽ giúp đỡ cho vị đó. Vị đó có được cái tài sản ở tương lai thì có. Nhưng mà vị đấy mà muốn mong cầu là được hưởng những cái phước ở cõi Phạm Thiên hay chứng đắc Niết Bàn thì không có. Bố thí đấy nó chỉ hỗ trợ, đấy bố thí vị đó nguyện chứng đắc Niết Bàn thì sau này vị đó tu tập thì được dễ, những cái vật dụng nó dễ dàng, nhưng mà trong lúc bố thí phiền não nó vẫn khởi lên, những cái tâm bất thiện nó vẫn khởi lên, cho nên là người bố thí được hưởng phước nhưng mà những cái tội lỗi nó vẫn khởi lên, cho nên là có khi vẫn đọa vào những cái cõi khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Hay như là có những người bố thí mà vị đó lại làm những cái việc bất thiện, những khi chết thường hay sinh làm những cái loài thú cưng, ví dụ như là những cái loài chim kiểng hay là cá kiểng hay là những cái chó mèo cưng ấy. Đấy, thường thường là những cái người bố thí nhiều ấy, mà không giữ giới thì Đức Phật giảng dạy, mà có người hỏi Đức Phật là, con thường làm bố thí nhưng con không giữ giới thì sinh thú con tương lai sẽ về đâu, thì Đức Phật dạy sẽ sinh làm thú cưng, được loài người yêu quý, chiều chuộng, chăm sóc. Đấy là cái việc pháp bố thí nó không rất mong manh nhá, nên bố thí mà kết hợp với giữ giới thì sẽ sinh thiên hoặc sinh lại làm người hưởng phước. Còn cái pháp hành thiền thì cao thượng hơn bố thí rất nhiều, cao thượng hơn rất nhiều về cái pháp bố thí đó.
pháp hành thiền là cái tâm thiện nó khởi lên liên tục không gián đoạn. Có thể là vị đó ngồi thiền một tiếng, suốt một tiếng đấy các phiền não không xen vào, thì suốt một tiếng đấy vị đó tạo được thiện nghiệp, thiện nghiệp đó không gián đoạn. Sau này vị đó hưởng phước rất lâu dài không gián đoạn, có thể vị đó sinh về cõi thiên giới và vị đó sinh thiên giới rất là nhiều lần, chết rồi lại sinh lại thiên giới, do cái công đức của hành thiền, cái tâm thiện nó liên tục mà, cho nên cái phước sau này nó trổ liên tục. Nó nếu như vị đó hành thiền cao hơn, vị đó sinh về phạm thiên thì cái nó lại thù thắng hơn nữa, hoặc là vị đó thực hành được thiền tuệ thì vị đó chứng niết bàn thì lại thù thắng hơn nữa. Vì vậy cái công đức của hành thiền lớn hơn công đức của bố thí rất nhiều lần, vô số lần, không thể tính, không thể dùng cái cách gì mà có thể so sánh được. Giống như là so sánh một giọt nước với một cái biển nước, đấy là so sánh cái pháp bố thí, pháp hành thiền như vậy. Nhưng mà nếu như một người tha thiết hành thiền nhưng không bao giờ biết bố thí một cái gì thì cũng coi chừng một điều, đó là sau này mình tu tập nó rất là nghèo khổ chật vật, có thể không có thức ăn đi xin, không ai muốn cho, muốn có cái áo cái y mà mặc chưa chắc có cái chỗ ở cũng khó. Tức là nếu như một cái người đấy mà không bố thí thì nó sẽ có một cái hệ lụy là như thế, đó là vị đấy sau này sẽ sống rất là thiếu thốn về vật chất. Nhưng mà mặc dù về trí tuệ tâm linh thì rất là cao, nhưng mà về vật chất thì lại thiếu thốn, có thể là như vậy. Vì vậy nên là cái pháp mà an toàn nhất, chắc chắn nhất đó là mình hãy hành thiền chuyên cần siêng năng, nhưng nếu có điều kiện, có khả năng cũng nên bố thí một chút, thì mình có được cả hai cái đấy thì là chắc chắn hơn, thì cao hơn. Ví dụ như Đức Phật ấy, Đức Phật đề cao cả cái việc hành thiền nhưng cái pháp bố thí rất là mạnh. Ví dụ như một cái vị thực hành Bồ Tát đã để trở thành một vị Phật trong tương lai chẳng hạn, thì cái pháp bố thí với vị đó rất là quan trọng, quan trọng cũng không kém gì pháp hành thiền. Đó là vị đó bố thí vì cái pháp bố thí đấy nó gieo duyên được với hữu tình, với chúng sinh vô biên, nó làm cho nhiều người hoan hỷ với mình, kết được duyên lành với cái quần chúng gần xa. Vì lẽ khi trở thành một vị Phật, vị đấy độ được chúng sinh vô số. Có những vị Phật thì độ được một số lượng chúng sinh ít, có những vị Phật độ được chúng sinh rất nhiều, là do cái vị nào bố thí nhiều thì bây giờ vị đấy độ được chúng sinh nhiều, vị nào bố thí ít thì độ được chúng sinh ít. Thì đấy là cái người có cái pháp bố thí nó sẽ gieo được cái duyên với nhiều người và làm được lợi ích cho nhiều người. Cho nên là gọi là bố thí nhiếp, một cái người mà có cái hạnh lợi tha thì người ta vừa làm lợi ích cho mình, vừa làm lợi ích cho người khác. Đó là khi ngồi thiền là làm lợi ích cho mình, khi bố thí là làm lợi ích cho người, để gieo cái duyên lành đấy. Nhưng bố thí thì nó có hai cách, tài thí và pháp thí. Ví dụ như là cái người mà chỉ ngồi thiền không có vật chất thì mình phải bố thí bằng cái pháp, bằng những cái pháp mà mình học được và mình thực hành được ấy. Ví dụ như mình chỉ biết hành thiền thôi, nhưng mà đi đến đâu cũng khuyên hãy hành thiền đi, hành thiền, đấy là bố thí nhá. Bố thí pháp mà, bố thí mình không có tài sản để bố thí, nhưng mà mình có những cái pháp môn tu tập này này. Đấy, tôi dạy cho cái cách này ngồi thiền an tâm và sẽ có lợi lạc, có lợi ích và sống rất là hạnh phúc, tẩy trừ được ô nhiễm phiền não. Cái vị đó hãy truyền bá cái pháp mà mình tu tập này đến mọi người, thì vị đó là đang bố thí một cái pháp cao thượng. Thì cái pháp bố thí đấy còn cao thượng hơn là bố thí vàng bạc, bố thí vật chất, gọi là pháp thí thắng mọi thí đấy, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau, thì cái sự bố thí pháp cao quý hơn. Thì người đấy ngồi thiền nhưng hãy bố thí những cái pháp thiền này đến những người chưa biết ngồi thiền thì cũng được, nhưng còn đừng có không bố thí gì thì sống ích kỷ quá. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con thưa sư, chưa chứng đắc mà tưởng mình đã chứng đắc thì có lợi ích hay tổn hại gì không ạ? Một cái người mà chưa chứng đắc tưởng mình đã chứng đắc, thực ra cái người hành thiền là có rất nhiều, nhất là những người mà tự thực hành sẽ rơi vào cái ngộ nhận này, thì 10 người sẽ 9 người rưỡi là rơi vào ngộ nhận nếu tự thực hành nhá. Có khi cả 10 người sẽ rơi vào ngộ nhận nếu chưa chứng đắc tưởng mình đã chứng đắc. Chỉ trừ khi vị đó là Bồ Tát, vị đó có ba la mật rất là mạnh thì vị đó mới có thể tự biết mình là chứng đắc. Còn lại những người ở cái căn cơ mức bình thường thì khó mà biết mình là chứng đắc được. Sẽ sinh ra ngộ nhận. Ngộ nhận sẽ không tốt. Ngộ nhận nó sẽ làm cho cái vị đó dừng lại ở cái mức mà mình ngộ nhận đấy mà nó không tiến thêm được nữa.
Ví dụ như là mình mới vào được cận định, mình tưởng mình đã chứng đắc các tầng thiền rồi, hoặc là mình mới có được một chút quang tướng, nó chưa vào đến cái định gì, mình đã tưởng mình vào được sơ nhị tam tứ thiền rồi. Thì rất rất nhiều người ngộ nhận như vậy. Ngộ nhận như vậy thì nó có thể nó có những cái nguy hiểm, đó là vị nó trở nên tự tin thái quá, tăng thượng mạn. Thứ nhất là nó không đạt được những cái pháp cao hơn nữa, tức là vị đó sẽ dừng lại ở đấy, vị đó à đây là sự chứng đắc tốt rồi, cho nên là vị đó dừng lại ở cái mức đấy, tức là cái mức nó còn rất là thấp mà vị đó đã tưởng là cao, và vị đó không 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 có tiến lên 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 xa hơn nữa, không không đạt được những cái bước xa hơn nữa, không không đi 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 tiến xa được, và nó dễ rơi vào cái tăng thượng mạng, tức là vị đó chưa đạt được những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng thì xứng đáng bậc thánh, vị đó tưởng mình đã đạt được cái đấy rồi, rồi vị đó sinh ra cái sự ngã mạn, nó sẽ sinh ra những cái ngã mạn, bởi vì khi ngộ nhận tức là mình chưa chứng đắc những cái pháp cao, chưa ni dục mà tưởng mình đã thành đã ni dục rồi, vì đó chủ quan. Cho nên là vị đó lại cứ nghĩ rằng à tưởng cái pháp này cao siêu chứ, mình chứng đến tứ thiền mà vẫn tham dục này, vẫn sân hận này, vẫn cái gì nó cũng còn nguyên, vẫn hưởng dục như bình thường ấy, thì pháp Phật có gì đâu bình thường quá. Vậy con là cho nên là cũng có những cái vị cứ nghĩ mình là thánh nhân A-la-hán rồi chẳng hạn. Xong là vị đó thấy mình vẫn còn phiền não tham sân si, vị đó nghĩ liền đến Đức Phật, à thì ta tưởng Phật làm sao chứ, ông cũng thế, ông cũng phiền não, cũng tham sân si, cũng chứng đắc kể cũng như thế, những như mình như thế này, thì đấy là cái sự ngộ nhận cái này nó sinh ra ngộ nhận những cái khác, rồi nó sinh ra những cái tà chi kiến, những cái tà tư duy, tất cả những cái tà đạo nó sinh ra, và vị đó đang mở ra một con đường tà đạo cho người khác. Rồi vị đó ngộ nhận rồi, vị đó sẽ đi truyền bá cái ngộ nhận đấy cho mọi người. Vì đã bảo tu chứng đắc lắm, dễ lắm, chứng sơ thiền, tứ thiền, các pháp thiền chỉ quán, đơn giản lắm, 1-2 ngày, 1-2 tuần, 1-2 tháng chứng hết, mai mốt thành thánh hết, thì vị đó truyền bá cái pháp đấy. 10 người tu, 10 người chứng, 100 người tu, 100 người chứng, ai tu cũng chứng được, bởi cái sự ngộ nhận nó thế mà, cái sự tu chứng nó dễ như thế. Rồi là người ta sẽ quay ra người ta bảo, à, được Phật pháp cao siêu thế nào, quá là cũng bình thường, tu chứng thì cũng vẫn như thế, cũng vẫn như người không tu không chứng gì cả, vẫn tham sân si đó. Thì đấy là cái sự ngộ nhận nó sẽ làm hỗn loạn giáo pháp này, nó làm cho mất mất cái chánh pháp, đánh mất đi cái chánh pháp, giống như là một cái người người ta vớ được những cái cục đá người ta tưởng là vàng, người ta bảo ôi thời nay là vàng nhiều lắm, đầy rẫy khắp thế gian này này, thì người ta nhận cái giả là cái thật, mà cái giả thì nó nhiều, nó dễ kiếm, kiếm đâu cũng ra, còn cái thật thì nó mới hiếm. Bây giờ mà có được một thỏi vàng thật thì khó lắm, đi đào núi bới vàng biết bao nhiêu ngày tháng mới ra, nhưng mà bây giờ mà kiếm được mấy cái vàng giả thì đi ra đường nhặt đầy. Thì cũng như vậy, để mà tu tập mà chứng đắc được cái pháp thiền thật ý, thì công phu khổ luyện gian nan lắm. Người người tu, trăm người tu có người thành tựu, không phải ai cũng thành tựu được, nhưng mà để mà chứng đắc được những cái pháp giả, pháp ngộ nhận ấy, 10 người tu 10 người thành tựu, 100 người tu 100 người thành tựu, rồi ai cũng thành tựu, nhưng toàn thiệu, toàn là cái giả, giả thì vỡ đâu cũng có. Thì lúc đấy người ta tưởng cái giả là thật, thế nên Đức Phật mới bảo là không chân tưởng chân thật thấy không chân, họ không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Thì đấy, thì những cái không chân thật mà mình tưởng là chân thật, rồi sau này gặp cái chân thật mình lại bảo là không chân thật. Như vậy cái người người ta nhặt được vàng giả, người ta đút đầy túi rồi, mai mốt có người cho vàng thật mà không, tôi có cái vàng đầy, nhà tôi đầy chứa hàng kho vàng, tôi lấy cái thỏi vàng nhỏ bé làm gì, vứt đi. Phải không? Thế thì bây giờ cái người người ta tiếp thu cái pháp giả, cái pháp ngộ nhận, người ta tưởng là thật rồi, mai mốt người ta có người đến dạy pháp thật, người ta không tiếp thu nữa. Thế bảo không, tu dễ dàng cái này, tôi tu có 3 ngày thì chứng các tầng thiệt, gì mày mất 3 năm 10 năm làm chi. Thế là người ta không không chịu học cái chân thật, người ta sẽ học cái giả dối đấy. Thì đấy là cái nguy hại của những cái ngộ nhận. Vậy cho nên là cố gắng đừng có rơi vào ngộ nhận. À, hãy phải tu hết mình để mà thực hiện cái pháp chân thật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, một người đắc thiền thì có biết là mình đã đắc thiền hay không ạ? Một người đắc thiền mà biết mình đắc thiền, có người biết, có người không biết. Rất ít người có thể biết được. Những cái người mà đắc thiền mà biết mình đắc thiền rất là hy hữu và hiếm 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 có những người biết được. Ví dụ như những vị Bồ Tát thì biết mình đắc thiền, ví dụ như Bồ Tát vào sơ thiền thì biết vào các tầng thiền,
Còn đại đa số mọi người là phải có những vị thầy dạy, và cái sự trình bày ấy, của cái người học trò trình bày cho những một cái vị thầy có tu chứng đắc thật ấy, mới biết căn cứ vào đấy thì biết. Còn còn có một số người có pháp học rất là giỏi, cũng có thể người ta sẽ căn cứ vào pháp Phật thì cái người đấy cũng 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 có thể nhận ra được một ở một số người có cái sự tinh xảo mạnh, tức là có cái thiện xảo, có cái trí tuệ cao, có cái sự hiểu biết, có cái pháp học có cái cao thì cũng có thể biết được. Bởi vì cái sự thực hành thiền nó khó nhận biết nè, bởi vì nó thanh tịnh dần dần. Nhưng mà nó thanh tịnh đến cái mức nào thì nó dừng lại, thì nó không có giới hạn. Càng ngày cái định thì nó không có giới hạn, càng tu tập lâu ngày thì cái định nó càng thâm sâu, nó càng mạnh mẽ. Còn khi tu tập rồi nó có một chút định rồi thì nó sinh ra có thể là những cái thanh tịnh rất là tạm thời. Ví dụ vị đó vào đến cận định thôi là cái tâm nó cũng đã rất là thanh tịnh rồi, nó chế ngự được năm triền cái rồi, và vị đó tưởng là vào các tầng thiền, đôi khi cũng có thể. Nhưng mà cũng có người do học kỹ, học hiểu, so sánh kỹ đối với giáo pháp, vị đó cũng nhận ra được. Ví dụ như là khi mà vào được an chỉ định rồi thì những cái tốc hành tâm an chỉ nó sẽ sinh khởi suốt ngày đêm, vì nó có thể chú trên cái tự tướng đó suốt ngày suốt đêm mà nó không còn bị gián đoạn, mà những cái triển cái nó không khởi lên, những cái tâm nó không rời khỏi cái đối tượng liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng liền, nó không còn bị gián đoạn nữa, thì vị đó có thể căn cứ vào đấy. Có thể là do vị đó đọc sách, trong kinh sách, hoặc là nghe một cái vị có kinh nghiệm nào đó về cái pháp hành, vị đó nói lại, rồi trong cái lúc vị đó thực hành vị đó tự đối chiếu mình. Thì cái người thật sự là thận trọng, những người thật sự là có ba la mật thì vẫn vẫn có thể nhận biết được là mình đã vào các tầng thiền. Nhưng còn lại đa số, rất nhiều người sẽ bị ảo tưởng, bị lầm tưởng, bởi vì khi xuất hiện những cái quang tướng nó rất là thù thắng vi diệu, và vị đó hay đi theo những cái tướng đó, và vị đó thấy nó có cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái lúc mình chưa có định với cái lúc mình có được một chút định. Ví dụ như vậy, nó cận vào được cận định là thấy nó đã có cái sự khác biệt rất lớn so với cái lúc mà mình chưa có quang tướng đấy. Cho nên là vị đó rất dễ bị sinh ra cái sự ngộ nhận đấy, tức là rất dễ. Vậy thì sẽ có những người sẽ bị ngộ nhận, còn có những người thận trọng và thực hành một cách kiên trì thì cũng có thể nhận ra được. Còn lại để chắc ăn nhất, đảm bảo chắc chắn thì là phải học thiền với một cái vị có kinh nghiệm về pháp hành. Vậy nên là Đức Phật dạy là cái người đi học thiền thì thứ nhất là hãy học thiền tốt nhất là từ nơi Đức Phật. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, mình không còn Đức Phật để học nữa, thì hãy học với các vị A-la-hán có thực hành thiền định, hoặc là với vị Bất Na Nhất Lai Sơ Quả, hoặc là với vị có sự chứng thiền. Khi mà ở thế gian không còn, mình tìm đâu cũng không thấy vị nào chứng thiền, thì mình hãy học thiền với những vị Tam Tạng. Thì những vị Tam Tạng có cái kinh nghiệm về lý thuyết, sẽ đúc kết lại ở trong kinh Đức Phật dạy ấy. Nên là vào các tầng thiền thì phải thực hành như thế này, vào các sơ thiền là nó sẽ có những cái trạng thái như thế này thế này, thì cái vị đấy sẽ nói lại cho một cái vị muốn thực hành đó. Vậy vị đấy có thể hỏi những vị có kinh nghiệm về pháp học cũng cũng vẫn thực hành được. Kinh nghiệm về sơ tạng, nhị tạng hay nhất tạng, những cái vị mà có cái pháp học cũng có thể chỉ cho một người khác tu, nhưng mà nó không chắc chắn bằng một cái vị mà có kinh nghiệm. Thì có kinh nghiệm thì vẫn đảm bảo chắc chắn hơn. Nhưng mà những cái vị có kinh nghiệm ấy, cũng có những cái vị có cái biết cái cách truyền đạt, có những vị không biết cách truyền đạt, không thiện xảo trong cách truyền đạt. Nó cũng giống như là con người trên đời có những cái kiến thức, có những người biết truyền đạt, tức là làm thầy giáo dạy, có người không không dạy được, mặc dù mình có kiến thức nhưng mà không phải là ai cũng có cái biết cái cách để mà dạy truyền đạt lại cho người khác. Đấy, nó cũng không phải là mình học với một cái vị có kinh nghiệm mà đã chắc chắn. Nếu như cái vị đó không hết lòng tận tình và không có cái sự thiện xảo chỉ dặn, thì không có những cái cách phản kháng lợi cái người học trò đấy, thì có thể vị học trò vẫn học xa, vì lại cái này nó còn nhiều cái nhân duyên để cho một cái người có thể tu chứng thiền mà biết được mình có chứng hay không. Dạ, con đưa thử, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma.
Con Bạch Sư, một người hành thiền thì sẽ có lợi ích gì đối với hiện tại và tương lai ạ? Một người hành thiền sẽ có lợi ích. Lợi ích ở trong hiện tại ý, thì vị đó sẽ thực hành thiền thì nó sẽ có được cái sự an lạc ở trong hiện tại. Nên là trong hiện tại khi mà mình thực hành thiền, những cái hỷ lạc, cái khinh an dần dần nó sung mãn lên, thì cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, thì dần dần những cái pháp bất thiện của mình nó dần dần nó được tẩy trừ ra khỏi tâm. Thì những cái lời nói hành động của mình nó cũng trở nên cao thượng thù thảo. Tức là ở trong hiện tại người đó cũng rất là sống rất là thánh thiện. Và cái tương lai thì của cái sự thực hành thiền đó, đó là chắc chắn sẽ không bị đọa vào những cõi khổ đau. Thường thường những cái người mà tu tập đấy thì tương lai nếu như vị đó không đắc các tầng thiền thì cũng sẽ sinh về các cõi trời dục giới, hoặc sinh lại làm người, một người có trí tuệ thù thắng, có những cái sự hướng thiện cao, nhưng mà và hoặc là cái vị đó có những cái ước nguyện hưởng những cái niềm vui gì ở thế gian, nó cũng dễ dàng thành tựu đối với cái người có cái công đức, có những cái công phu thực hành thiền đấy. Còn nếu như vị đó đắc được các tầng thiền, vị đó có thể sinh về các cõi phạm thiên theo ý muốn của vị đó. Ví dụ như vị đó muốn sinh về cõi sơ thiền, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, hoặc là vị đó muốn sinh về cõi nhị thiền, tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, hay là tam thiền, cõi tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, hoặc cõi tứ thiền, quảng quả thiên, vô tưởng thiên, hoặc muốn vị đó muốn sinh về các cõi vô sắc, thì vị đó cứ trú vào cái tầng thiền nào thì sau này vị đó sinh về cõi đó, vị đó giữ cái tầng thiền đó đến lúc chết thì mệnh chung về đó. Và một cái vị mà chứng đắc các tầng thiền với cái mục đích chứng niết bàn thì vị đó sẽ xuất ra khỏi thiền định và thực hành thiền quán. Thì những cái thiền quán ấy nó phát triển những cái trí tuệ giác ngộ thì nó có thể chứng đắc được thánh đạo thánh quả ở hiện tại, hoặc nếu như hiện tại mà chưa thành tựu được thì nó sẽ dễ dàng chứng đắc ở tương lai. Ví dụ như tương lai vị đó gặp Phật nghe pháp là chứng được đạo quả, không cần phải công phu tu tập nữa, thì công phu mình tu tập bây giờ thì nó sẽ cho mình tương lai dễ dàng chứng đắc đạo quả được, dễ dàng đi đến niết bàn được, dễ dàng chấm dứt khổ đau được. Thì cái pháp tu tập đấy thì nó mang lại lợi lạc cả hai đời. Tức là cái sự thực hành nó sẽ lợi lạc ngay trong hiện tại, cũng rất là lợi lạc, rất là hạnh phúc với một cái người mà có thường xuyên thực hành đó. Và tương lai thì hạnh phúc lớn hơn nhiều, thù thắng cao thượng hơn nhiều. Dạ, con thưa sư ạ, có hành giả Hậu Đỗ đang theo dõi trực tiếp và gửi câu hỏi qua Facebook ạ. Dạ, con xin đọc lên ạ. Dạ, con Bạch Sư, con học thiền trên mạng, con bắt đầu thiền tầm 10 phút, là có tia sáng vàng sẽ qua bên mặt, con giật mình tỉnh, vài hôm đều bị như vậy. Con dừng 1 tháng, giờ con thiền lại không thấy ánh sáng nữa, mà cứ xoay nhẹ. Cái hiện tượng này là rất là bình thường khi mà mình ngồi thiền, mà mình phải luôn luôn giữ cái tâm nó tỉnh giác, cái tâm nó tỉnh táo, đừng để cho nó rơi vào cái trạng thái mơ hồ, nơ mơ. Nếu nó rơi vào trạng thái nơ mơ ấy, thì nó hay bị giật mình. Và nếu như mà nó tỉnh giác, tỉnh táo như bình thường ấy, thì nó không hay bị giật mình. Và đôi khi nó rơi vào hôn trầm một chút thì mình cũng phải nhanh chóng vượt qua cho nó tỉnh táo lại. Cái lúc nó tỉnh táo đấy thì nó mới tốt nhất. Còn những cái ánh sáng nó xuất hiện đi thì mình phải làm nơ nó đi cơ. Đừng có nghĩ nhớ đến nó nữa, đừng nghĩ nó, đừng đi theo nó. Và quên nó đi, tức là bây giờ ngồi nó không thấy nữa thì đừng nghĩ đến nó nữa, đừng nhớ nó. Hay là thấy những một cái ánh sáng mờ mờ ở trước mặt nó xoay 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 xoay. Thì đấy cũng là cái dấu hiệu của cái tâm bắt đầu nó có một chút định, nó cũng có dấu hiệu đấy. Nhưng mà cũng đừng nhìn vào nó, đừng đi theo nó, đừng có can thiệp vào nó. Hãy nằm nơ nó đi và tiếp tục quan sát hơi thở. Thì cái sự thực hành đấy là không có đi theo bất cứ một cái hình tướng gì, một cái trạng thái gì nó xuất hiện ở trong thân hay là ở trong tâm, và chỉ luôn luôn quan sát hơi thở ở cái sự chú tâm vừa phải, không quá mạnh không quá yếu, thì sẽ mỗi ngày định nó sẽ mạnh lên. Còn mình thấy cái gì mình cũng đi theo, thấy cái hiện tượng gì nó sinh ra mình cũng tò mò xem xét suy luận đánh giá nó, thì không không tiến xa được, không tiến bộ được, mà nó hay rơi vào những cái tưởng này tưởng kia, nên là phải bỏ qua hết những cái đấy và cứ tiếp tục quan sát hơi thở đi. Thì sau này cái ánh sáng nó sẽ sáng liên tục, nó sáng rõ ràng, thì lúc đấy mình mới hết cái hoài nghi thắc mắc. Bây giờ nó chưa rõ ràng nên là mình hay hoài nghi.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, ngày nay có rất nhiều người dạy các pháp thiền khác nhau, làm sao để mình biết được pháp nào đúng, pháp nào sai mà lựa chọn để thực hành ạ? Đúng là sẽ có rất nhiều pháp thiền khác để mà lựa chọn cho cái pháp nào mà thực hành cho đúng, thì đúng là sẽ có người, chỉ có người có trí nắm, có tuệ trí hoặc là có cái nhân duyên lắm thì mới 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 biết được, mới phân biệt được. Ví dụ như là bây giờ người mà muốn nghĩ rằng là tôi phải tìm một cái pháp thiền nào là chân chánh tôi sẽ mới thực hành, thì cái người đấy phải là một cái người có một cái trình độ, có một cái kiến thức rất là vững chắc. Ví dụ người đó phải học vi diệu pháp. Ví dụ cái người nào học vi diệu pháp ấy thì trong vi diệu pháp sẽ dạy chi tiết 40 pháp môn thực hành thiền định này, và cũng sẽ dạy chi tiết là cái quá trình thực hành sẽ như thế nào thế nào. Rồi sau đó thì các cái pháp về thiền 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 tuệ. Vậy thì cái người nào mà có được cái kiến thức đấy cơ thì mới mới đảm bảo là mình phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà, đâu đúng, đâu sai. Còn những người đại đa số thời bây giờ, những người mà học có kiến thức để mà nhận, để mà phân biệt được đúng sai phải trái chánh tà này rất là ít. Trên thế gian hầu như là mình chỉ có những cái kiến thức thế gian, chứ cái mình rất ít người có những cái kiến thức thâm sâu về nội điển, về Phật pháp. Cho nên là thời bây giờ khó ai mà biết được mình đang hành đúng hay hành sai. Thì đấy là một cái cách, là một cái người phải có được pháp học. Hai là cái người thân cận những cái bậc thiện tri thức, tức là những cái bậc mà mình có cái niềm tin. Ví dụ như các cái trường thiền nổi tiếng có những cái bậc mà có nhiều cái bậc trí thức tin tưởng theo, thì mình cũng có thể lấy đó làm cái niềm tin để thực hành. Và mình phải biết đối chiếu được với những cái pháp thiền đấy có được giảng dạy trực tiếp từ Đức Phật hay là từ trong cái kinh sách nào nữa, thì mình sẽ xác chứng được nhiều hơn. Đấy là trong cái sự lựa chọn một cái pháp môn, thì mình biết chắc cái pháp môn này là của Đức Phật dạy, chứ không phải là một cái pháp mà do một cái vị nào sáng tạo ra. Những cái vị nào sau này mà sáng tạo ra những pháp thiền này thiền kia nhé, thì mình hãy 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 tức là khởi lên cái nghi vấn, hay đặt lên, hay tự mình phải đặt ra một cái hoài nghi. Một cái vị này dạy ra một cái pháp mới thì đệ tử của vị ấy lại cũng phát triển thêm một cái pháp mới, đệ tử đời thứ ba, thứ bốn, thứ năm mỗi người sẽ phát triển thêm những cái pháp mới khác nhau nữa, thì cái pháp đấy sẽ là cái pháp nó rất là hỗn loạn rồi, thì không khó khó có thể mình tin tưởng vào cái pháp đấy được. Phải tin vào cái pháp đấy từ chính Đức Phật, nó từ chính Đức Phật giảng dạy, thì lúc đấy cái người nào mà có hiểu về ân Đức Phật thì bị hiểu về Đức Phật thì biết chỉ có Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, bậc toàn giác trí. Ngài mới thông thạo những cái pháp thiền trong 10 nực của Đức Phật ấy. Có một cái nực gọi là chư thiền tam muội nực đấy. Ngài có cái năng lực để biết được những cái pháp thiền định. Cho nên Ngài giảng dạy những cái pháp thiền định. Đấy, và giờ mình thực hành đúng những cái pháp thiền định của Đức Phật giảng dạy trong 40 pháp thiền định đó thì đúng. Còn trong cái quá trình mình thực hành nữa thì lại còn phải tùy từng người. Mình nhận định được mình đang hành đúng hay sai, hành đến đâu. Cái điều này rất là khó có thể nói một cách phổ thông chung chung với tất cả mọi người được, mà thực ra cái này nó là tùy duyên. Ai mà may mắn thì mình gặp được đúng chánh pháp, còn ai không may mắn mình sẽ bị gặp những cái pháp không đúng. Thì mình, kỳ ai cũng thế, thì Đức Phật cũng từng thực hành có lúc đúng lúc sai, nhưng mà rồi cũng có lúc này hành sai rồi lại bỏ cái sai đấy lại thì theo cái đúng. Thì cũng vậy, trên cuộc đời một cái người đi tầm sư học đạo cũng thế, sẽ có lúc mình hành đúng hành sai, rồi trong đó cái ba la mật, cái nhân duyên, cái công đức của mình nó lớn, thì một lúc nào đó mình sẽ nhận ra cái sai rồi bỏ, rồi sau đó đi theo cái pháp đúng và thực hành thì sẽ thành công. Dạ con bạch sư ạ. Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Kiến Pháp ạ. Dạ con bạch sư, một người muốn thành tựu được cả pháp học và pháp hành thì cần phải làm gì ạ? Một người muốn thành tựu được cả pháp học cả pháp hành, là nếu như là mình thực hành song hành cả pháp học pháp hành với nhau thì hai pháp này nó có chướng ngại cho nhau. Có mình có thể là đặt cái thời gian là mình học trước hành sau hoặc hành trước học sau. Ví dụ như là một người đấy sẽ đi học kinh điển trước,
sẽ đầu tư vào học giáo pháp trước 5 năm, 10 năm gì đó. Sau đó thì mình sẽ quay sang chuyên tâm hành thiền. Còn khi mà thực hành thiền thì mặc dù trong cái thời gian thực hành chuyên chuyên tâm về pháp học đấy, mình vẫn nên để một chút thời gian hành thiền, chứ mình đừng có bỏ bê cái pháp hành đấy. Và luôn luôn phải có cái ý thức rằng là pháp hành mới là cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau, và mục đích của mình đi tầm sư học đạo là chấm dứt khổ đau, thì phải luôn luôn đề cao về pháp pháp hành trên đầu. Nhưng thì lúc mình sẽ giới hạn một cái thời gian, mấy năm đầu đó mình có thể chuyên tâm về pháp học, 5 năm hoặc 10 năm đầu. Như thời Đức Phật thì lúc đầu Ngài chỉ dạy pháp hành, nhưng sau đó Đức Phật thuyết ra rất nhiều kinh điển, cho nên là có người lựa chọn là chuyên về pháp học, hoặc là có những người lựa chọn là 5 năm đầu hãy học giới luật và một số các cái kinh điển căn bản, rồi sau đó sẽ chuyên tâm thực hành thiền. Đấy, như thời Đức Phật về sau này thì cũng có cái giới hạn là 5 năm đầu mình có thể học những cái pháp và luật, sau đó thì chuyên tâm thực hành. Và khi mà đã đi vào cái công phu thực hành rồi thì lúc đấy phải dứt bỏ được, dứt được pháp học, tức ngừng pháp học nặng, hoặc là lúc đấy học rất ít thôi, và để chuyên tâm thực hành thiền thì mới đắc được thiền. Chứ còn một cái người nói là tôi vừa đi học để lấy bằng cấp mà tôi vừa hành thiền tôi vẫn đắc ra tầng thiền, chuyện đó không bao giờ xảy ra, không bao giờ có. Vì cái học nó căng thẳng tâm, tán loạn tâm, và cái hành thiền thì nó là cái pháp định tĩnh, hai cái pháp đấy không hành song hành với nhau được. Mình có thể hành song hành với cái điều kiện là mình hành một chút cho nó an tâm, cho nó tĩnh tâm, rồi sau đó để mình học. Chứ còn để mà thành tựu chứng đắc được các tầng thiền thì quán thì phải phải dừng pháp học lại cơ, và phải dừng tất cả. Ví dụ như là người đấy, như Đức Phật dạy hay trong Thanh Tịnh Đạo dạy, một cái người đấy muốn thành tựu được pháp 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 hành ý, thì thứ nhất là vị đó đang học thì vị đó phải dừng pháp học lại, vị đó đang là một vị thầy giảng dạy thì vị đó phải từ bỏ cái hội chúng đấy, từ bỏ cái lớp dạy đấy, ngừng nghỉ cả việc giảng dạy lại. Vị đó mà đang có bệnh thì vị đó phải đi chữa trị cho nó lành. Vị đó mà có những người thân ốm đau, vị đó phải chữa trị cho khỏi, hoặc là vị đó gửi gắm lại người khác trông coi. Vị đó mà đang làm những cái công việc gì đó, vì đó phải dừng hết lại, xây cất, hay là đang buôn bán, đang làm ăn là phải bỏ hết. Rồi vị đó cần phải có sống độc cư, sống an tịnh, phải sống ở trong một cái trú xứ thích hợp, một cái thời tiết thích hợp, vật thực thích hợp, môi trường con người thích hợp, rất nhiều những cái yếu tố thuận lợi, những cái nhân duyên hỗ trợ đắc lực, thậm chí là có những cái người hộ độ, có những người sẵn sàng bảo là này bạn hãy tinh tấn hành thiền đi, tôi sẽ hộ độ thức ăn cho chỗ ở, quần áo mặc, thuốc men chữa bệnh, tôi sẽ lo cho bạn chỉ việc tu thôi. Có khi là phải có cái nhân duyên đó mới thành tựu được pháp hành. Pháp hành thành tựu khó lắm, nó không dễ như pháp học. Một người thành tựu pháp học, người đó cũng đã còn phải buông bỏ gần hết những cái nhiệm vụ thế gian thì mới học thuộc được các bài kinh, các tạng kinh. Huống chi là thành tựu pháp hành, một cái pháp còn cao hơn nhiều, cần cái sự chuyên tâm hơn rất nhiều nữa, thì cái vị đó cần phải như thế đấy, cần phải có cái sự buông bỏ rất nhiều để tìm được cái môi trường thích hợp, và sau đó phải tìm được những cái vị thầy thích hợp để hướng dẫn, để trình pháp hàng ngày nữa, thì vị đó mới thành tựu được pháp pháp hành. Sau khi mà thành tựu được pháp hành rồi, ví dụ như vị đó thực hành thiền chỉ, thiền quán rồi, vị đó muốn chuyển sang pháp học thì vẫn được. Có những vị cái pháp học thì có thể là phải 5 năm, 10 năm, 20 năm mới thành tựu. Đối với pháp hành ấy, có những người người ta tu rất là nhanh, ví dụ như thời Đức Phật có những vị thì tu một ngày một đêm là thành tựu hết, có thể là 7 ngày 7 đêm, có thể là 7 tháng, có thể là mất đến 7 năm. Cái nỗ lực thực hành pháp hành ấy, thì có những người sẽ rất là nhanh, thì là từ 7 năm, 6 năm đến 1 năm, 7 tháng, 6 tháng, 1 tháng đến 7 ngày và đến 1 ngày cũng xong. Tùy duyên, tùy mỗi người như vậy. Cái pháp hành là như vậy, pháp hành có nhanh có chậm, còn pháp học thì phải trải qua tính bằng năm tháng thì mới thành tựu được. Hành xong rồi thì quay sang chuyên tâm lại pháp học thì lúc đấy lại rất là dễ. Cái người mà chưa hành mà học thì rất là khó, vì cái người đấy là học trên lý thuyết mà mình vẫn còn phiền não, lại vẫn còn lơ mơ mơ hồ về những cái pháp mà Phật dạy. Còn những người mà hành xong rồi, thiền chỉ thiền quán xong rồi thì người ta đã hiểu hết những cái cốt lõi của pháp pháp học rồi thì nhanh, thì lúc đấy những phiền não nó không còn nữa,
ta ghi nhớ cũng nhanh mà người ta hiểu rất là sâu mà hiểu đúng. Tức là học, cái người mà có pháp pháp hành rồi, người ta học đến đâu người ta hiểu đúng pháp đó. Người ta có thể diễn giải được những cái pháp đấy, thuyết giảng được những cái pháp đấy rất là dễ dàng. Còn những người mà chưa có pháp hành, chỉ học thôi, chóng quên đó. Thì lúc đấy tham dục sân hận nó vẫn khởi lên, cho nên là phiền não chi phối nó hay quên. Còn mà có pháp hành rồi thì phiền não nó ít, cho nên nó nhớ được lâu hơn. Vậy cho nên là một là mình học trước hành sau, hai là hành trước học sau. Còn có những người nai rai vừa học vừa hành thì nó sẽ cũng được, nhưng mà cả nó sẽ không không đi sâu về pháp học được, cũng không đi sâu về pháp hành được. Còn nếu mình muốn chuyên sâu ấy, thì mình phải hành, phải thực hành tuần tự thì nó mới chuyên sâu được. Là con Bạch Lựa hiện nay ở trong hội chúng có gửi lên hai câu hỏi ạ, thì con xin phép đọc ạ. Là con Bạch Lựa, tại sao ở kinh Nhật tụng ở chùa mình không giống với các chùa Theravada khác ạ? Con thấy ở trên website chùa Phúc Minh.com có file kinh Nhật tụng cũng dễ đọc hơn các bản, dễ đọc hơn bản kinh hiện tại ạ. Kinh ở chùa mình là lấy theo cái pháp kinh tụng ở bên trường thiền Ba Âu ở Miến Điện, tại vì ngày xưa sư học thiền ở bên đó, nên là sư sẽ lấy những cái pháp học pháp hành ở đó về sư áp dụng ở chùa Phúc Minh mà. Thì sư cũng lấy kinh Nhật tụng ở bên trường thiền đấy về sư áp dụng, tại vì sư cũng lười học những cái pháp kinh tụng khác. Và cái pháp tụng ấy thì có những người tụng theo kiểu Miến Điện nó khác, người tụng theo Thái Lan nó khác, cái giọng tụng ấy, giọng tụng theo Thái Lan ngân Nga khác, còn tụng theo Miến Điện một cái hơi dài nó khác. Còn ở đây thì sư chỉ theo Miến Điện thôi, không không theo Thái Lan, tại vì sư chưa có sống ở trong cái môi trường của những cái trường thiền Theravada Thái Lan. Sư cũng không có sống trong cái môi trường ở các cái chùa Việt Nam. Các chùa Việt Nam mà Theravada khác thì đa số là theo pháp Thái Lan này nhiều, tụng theo theo kinh tụng ở Thái Lan, theo những cái giọng tụng ở Thái Lan. Sư thì sư chưa có cộng chú, chưa sống ở trong cái chùa Theravada ở Việt Nam cũng như ở Thái Lan, nên sư không có cái ảnh hưởng cái văn hóa đấy, văn hóa là kinh tụng theo Thái Lan, mà đây là thuần theo văn hóa Miến Điện, mà đây là đặc biệt bên trường thiền, và trường thiền đề cao pháp hành, cho nên là những cái bài kinh tụng liên quan đến pháp hành nhiều. Ngoài 11 cái bài kinh bảo hộ Paritta ra thì những cái bài kinh còn lại đa số là liên quan đến pháp hành. Ví dụ bài kinh kệ mở đầu, cái bài kinh kệ khải hoàn buổi sáng ấy, là quán 12 nhân duyên đấy, là một cái pháp hành thiền quán sau này người thực hành sẽ phải quán. Bây giờ mình được học cái đấy mình sẽ hiểu được, mình nhớ được một phần rồi, sau này thực hành những cái pháp đấy là mình đã có được cái nền tảng căn bản rồi. Thì những cái bài kinh về niệm xứ những vậy, sau này cũng thực hành theo những cái pháp đấy, cho nên là học cái pháp đấy cũng giống như là cái lý thuyết để sau này mình thực hành. Nên là trong cái pháp hành nó cũng cần có cái pháp học này, cái pháp học đấy làm lý thuyết. Nên là cái pháp học về pháp hành nó có thể song hành được với nhau, như trong cái câu hỏi trước ấy. Đó là khi một người thực hành thiền đến đâu vị đó sẽ được học đến đấy. Trong cái pháp hành nó có pháp học, thì trong cái pháp học đấy nó sẽ làm cái nền tảng cho pháp hành sau này. Dạ con Bạch Sư, còn một câu hỏi nữa con xin đọc. Dạ con Bạch Sư, các bình kinh nếu mà lưu hành nội bộ thì mong sư có những video dạy đọc kinh để quý thiền sinh và Phật tử có thể đọc được Pali tại chùa hoặc ở nhà được dễ dàng hơn ạ. Trên mạng rất là nhiều, trên mạng các cái video mà dạy tụng kinh Pali nhiều lắm, chịu khó lên đấy mà search được thì sẽ có. Hoặc là ở chùa thì có những cái sách tự học Pali đó, cách tự học Pali cũng có. Hoặc là đại đa số các sư ở chùa thì biết sơ sơ những cái cách phát âm về Pali, không ai chuyên sâu về Pali chùa, vì chuyên sâu về pháp hành, cho nên là không chuyên sâu về học Pali. Thì mà căn bản thì cũng giống như là mình học một cái môn ngoại ngữ ấy, tiếng Anh vậy, tôi phải học rất là nhiều năm thì mới có được cái nền tảng căn bản. Còn học chỉ để mà tụng được kinh thôi thì rất là dễ, chỉ học mỗi vài chữ cái thôi là đã có thể phát âm được rồi, có thể tụng được rồi. Còn học mà để trở thành phiên dịch, để mà có thể nói chuyện bằng tiếng Bali được thì khó lắm, lâu lắm. Còn học để mà tụng được kinh thì rất là nhanh, rất dễ dàng. Đại đa số mình sẽ học để tụng được kinh thì rất là đơn giản.